Chào mừng các bạn đến với video của channel bán linh kiện review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm khá là hữu ích. Một thiết bị đo rất thông minh với khả năng xác định các loại linh kiện, thông số linh kiện, thứ tự chân linh kiện và hiển thị một cách trực quan trên màn hình LCD. Và đó chính là chiếc máy kiểm tra linh kiện đa năng LCR, rất thích hợp cho dân điện tử, đặc biệt là các bạn mới học về điện tử. Sản phẩm đang được bán tại linh kiện điện tử Minh Hà với giá 180.000. Máy sử dụng nguồn từ pin 9V, khi các bạn mua không kèm theo pin. Dòng làm việc 25mA, có cấu tạo khá đơn giản và nhỏ gọn với kích thước 11x85x25mm, cực kỳ dễ dàng mang theo làm việc. Máy có thể kiểm tra khá nhiều loại linh kiện, cắm và dán như tụ, trở, cuộn cảm, MOSFET, diode, thyristor, triac. Máy có màn hình LCD hiển thị trực quan với kích thước 55x37mm. Mạch sử dụng vi điều khiển ATmega 328. Trên mạch có IC ổn áp 7805, nên các bạn có thể sử dụng nguồn từ 9 đến 12V, nhưng nên dùng nguồn từ pin 9V. Máy rất lâu hết pin do máy có tính năng tự động tắt sau một khoảng thời gian. Nhấn nút để bật, màn hình sẽ sáng. Như các bạn có thể thấy, máy có thể hiện điện áp của pin là 8,51V. Hiện tại chưa đo gì nên máy sẽ hiện dấu hỏi chấm. Giao diện của máy là tiếng Trung Quốc, thời gian tới bên mình sẽ Việt hóa giao diện của chiếc máy này. Bây giờ đến phần test máy. Đầu tiên mình sẽ test với một con tụ hóa. Với linh kiện hai chân như con tụ hóa này thì các bạn cần cắm vào hai chân ở hai số khác nhau trên socket. Nếu cắm số chân giống nhau sẽ không đo được. Ở đây mình sẽ cắm vào chân số 1 và chân số 3. Ở hàn chân dưới socket không đánh số chân nên các bạn cần phải lật mặt sau ra để thấy được số chân hàng dưới. Các số chân giống nhau là để đo các linh kiện có khoảng cách chân xa nhau, như ở đây có tới 4 chân số 1. Sau khi đã cắm chắc chắn thì mình sẽ nhấn nút để test con tụ hóa này. Đó, màn hình đã hiển thị kết quả. Capacitor có nghĩa là tụ điện. Tụ đang được cắm ở chân số 1 và chân số 3. 466,8 microfarad và có độ sai số khoảng 1,1%. Sau một khoảng thời gian khoảng 15 giây thì máy sẽ tự động tắt. Để xem tiếp, các bạn lại phải nhấn nút bật. Như vậy, pin sẽ sử dụng được rất lâu. Và tụ mình vừa đo là tụ 470 microfarad, sai số không đáng kể. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra một con diode này đã gần như mờ hết. Vì khoảng cách giữa hai chân xa nhau nên mình sẽ cắm ở chân số 1 ngoài cùng bên phải và chân số 2. Kết quả đã hiện lên. Máy có một tính năng rất hay, đó là xác định được chân nào là chân anode và chân nào là chân cathode. Ở đây chân số 1 trên socket là chân cathode và chân số 2 là anode. Tiếp đến là đo cuộn cảm. Trên tay mình là cuộn cảm dán nên mình sẽ hàn thêm chân để cắm vào socket. Màn hình hiển thị inductor, tức là cuộn cảm, có giá trị 0,09 mH. Tiếp đến là kiểm tra MOSFET. Ở đây mình kiểm tra con Z44N. Màn hình hiển thị rất rõ các chân của MOSFET G, D và S. Tiếp đến là kiểm tra transistor. Ở đây mình kiểm tra con tip 41C. Màn hình hiển thị kết quả trang ngược NPN. Và chân 1 socket là chân B, chân 2 là chân C và chân 3 là chân E. Tiếp đến là chân dán. Mình sẽ kiểm tra bằng cách để nó lên phần đo linh kiện dán trên máy. Mình sẽ ấn chặt nó xuống và nhấn nút. Kết quả đo được chan ngược NPN. Tiếp đến mình sẽ kiểm tra LED. Chức năng khá hay là có thể đo được điện áp cấp cho LED, để các bạn có thể biết dùng trở bao nhiêu để hạ dòng cho LED. Và xác định được chân anode và cathode của bóng LED.
Tiếp đến là kiểm tra chở, con chở này là chở 39K. Kết quả đo được là 38,06K, chở 6,8K. Ngoài ra chiếc máy này còn đo được rất nhiều linh kiện khác. Với chiếc máy này, việc đo và test linh kiện còn sống hay không trở nên rất dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn. Các thông số hiển thị rất rõ và trực quan, hỗ trợ đắc lực trong việc học tập và làm việc điện tử. Các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào? Hãy để lại ý kiến bằng cách comment xuống bên dưới nhé. Hãy like, subscribe để ủng hộ bán linh kiện ra nhiều video hơn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.